Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tầng 57.3, 16.10 cũng như băng tầng 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Chào mừng quý vị đến với chương trình Strawberry Festival Parade của thành phố Garden Grove cho năm 2022. Thật là tuyệt vời ngày hôm nay, sau khi mà đã 2 năm chúng ta vì đại dịch COVID-19 không được tổ chức thì năm nay Parade lại trở về với thành phố và có rất là nhiều các em đã tham dự diễn hành. Mở đầu là trường thiếu sinh quân, sau đó là president của tổ chức Strawberry Festival, tiếp đến đây là Men and Women of the Year, những người đã có sự đóng góp rất lớn cho cộng đồng. Và đây, St. Columbus School cũng đã có mặt ngày hôm nay. Hello, St. Columbus School. Dạ, các em rất là nhạc. Đây là các em học ở trong trường công giáo của nhà thờ St. Columbus, kính thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, tiếp đến nữa là ông Steve John, mayor của thành phố Garden Grove cũng đã có mặt trong ngày hôm nay. Hello, hello chị Thu Hà. Hôm nay cảm giác của chị thế nào khi mà thành phố có Strawberry ngày hôm nay? Giờ đây sau hơn hai năm vắng bóng, Strawberry được trở lại, rất là vui mừng, rất là cảm thấy rất là hạnh phúc và hy vọng mình sẽ tiếp tục làm mỗi năm, và đặc biệt hy vọng năm sau sẽ có 5 cây số chạy bộ. Đó là cái điều rất là đặc sắc của thành phố Garden Grove. Rất cảm ơn. Thank you, thank you. Dạ, xin chào Mỹ Linh, xin chào các cả quý khán giả của VNA TV. Hôm nay đó là cái Strawberry là lần thứ 60 mấy của thành phố Garden Grove, thì chúng ta thấy là nó hơi khác cái không khí là Little Sài Gòn Tết Parade, nhưng mà cũng rất là vui và rất là đông, mọi người đều được ngồi chung quanh đường, nó không giống như ở bên Garden Grove. Dạ. Bên Westminster Little Sài Gòn Tết Parade. Và tất cả mọi người đều rất là vui vẻ ngày hôm nay. Và anh Phát, gần đây chúng ta đã có mấy chục năm trời mình có Strawberry Parade như vậy rồi, thành 60, phố 61 năm rồi. Dạ. Thành phố Garden Grove đã tổ chức Strawberry Festival. Chúng ta bị ngưng khoảng 2 năm vì Covid. Bây giờ năm nay trở lại, cái số người đi có lẽ còn đông hơn là những năm trước. Mọi người rất là vui. Ngày hôm nay trời nó hơi mưa lâm râm, nhưng mà không khí lại rất là mát mẻ. Và thưa anh Phát, thì Mỹ Linh thấy ở phía sau đó mọi người tổ chức festival, hội chợ trong đó rất là vui. Thì anh cũng với cương vị là chủ tịch của cộng đồng, thì có bao giờ nghĩ tới là cộng đồng của chúng ta có thể tổ chức một hội chợ Tết như thế này giống như thành phố Garden Grove không? Nếu mà cộng đồng chúng ta muốn tổ chức ở ngay trên đường Chapman và đường Euclid và có luôn cả hội chợ như thế này thì thành phố tôi nghĩ rằng sẽ rất là ủng hộ. Vấn đề là cộng đồng mình có muốn hay không, nhưng mà có một điểm mà chúng ta thấy đó, người dân ngồi hai bên đường và không có phải làm hàng rào cản, rất là vui. Thì tôi mong rằng là ở trên đường Bông Sa, nếu chúng ta tiếp tục làm ở đó thì cảnh sát thành phố Anh Sơn cũng cho phép chúng ta tổ chức như vậy, thì mọi người lại càng vui hơn nữa. Dạ, và diễn hành sẽ đẹp hơn, dễ thấy hơn, quá mọi người quá lên chơi. Có thể ngồi ngay sát hai bên đường coi diễn hành Strawberry, thì nếu mà người dân ở trong khu trên đường Bông Sa cũng được ngồi như vậy thì vui biết mấy. Không có vấn đề lo lắng là xe sẽ đụng những người dân, và người dân ở đây đó họ rất là tôn trọng, không có tràn ra đường, họ chỉ ngồi trên vẻ đường để mà có thể nói chuyện với lại những người đi diễn hành. Alright, cảm ơn nghệ viên Phát Bùi rất là nhiều, cảm ơn anh. Vâng, yeah. Cảm ơn Mỹ Linh, xin cảm ơn tất cả quý thính giả của VNATV và ban giám đốc VNATV năm nào cũng đến đây để làm phóng sự cho mọi người được coi. Cảm ơn anh Phát. Có một cái banner thật là dễ thương, thưa quý vị. Garden Grove, we love you. We love you. All right, so Clay, are you a resident of the city of Garden Grove? I am not, but I was born and raised in the city of Garden Grove. I worked from the school district and I retired. And I've been bringing my kids, we're like third generation, coming to the Strawberry Festival. My two daughters are right here, and now we're bringing our grandchildren, so third generation. Wonderful, thưa quý vị. Ông nói là ông không phải là cư dân của thành phố Garden Grove hiện tại, nhưng mà ông là đã sinh ra và lớn lên tại thành phố Garden Grove. Ông làm việc cho học khu của Garden Grove, và sau đó thì bây giờ là ba thế hệ của gia đình ông rồi. Ngày hôm nay đến đây để mà tham dự diễn hành, và ba thế hệ luôn. Đó rồi, xong rồi có con gái của ông rồi, cháu của ông đến đây nữa, cho nên là cả gia đình, so cả gia đình love Garden Grove so much. All right. So, okay, let me. Oh, wow. So, oh, wonderful. Hey. Okay,
This is the third. This is the third generation that will be here, you know, attending the Strawberry Festival. So we've been a part of this for about 55 years. Years, quý vị, 55 năm rồi. You know, and my son right over there, he was here, he was in the 1983 as a little baby, the redhead baby. No, he's not a baby anymore, of course. No, he's not a baby no more. He's a big man now. Dạ thưa quý vị, con trai của ông sinh năm 1983 cho đến bây giờ từ hồi còn nhỏ xíu đã đi coi parade đến bây giờ thì dạ lớn lắm rồi và bây giờ đến cháu của ông rồi. Oh wow, so you have a love nephew. Okay, so hi. Okay, so you know what? So proud you are third generation of your family come here with the Strawberry Festival parade. How you like it? How you like for family reunion and you will come see the parade? How you like it? It's really good, but we're waiting for the like parade to come nearby, but it's going to be really good. It's really good, right? We're excited, right? The kids are excited. They enjoy it. The parents enjoy it. It's a wonderful thing. It's a community thing, and we just enjoy it every year. You know, so it brings me great joy to see my grandchildren here. Alright, thank you. Thưa quý vị, một gia đình 55 năm gắn bó với những event của thành phố, gắn bó với tất cả những event của cộng đồng thế này. Tuyệt vời. And you love Garden Grove and Garden Grove love your family too. Okay, alright. Have a good day. Thank you. Have a good day. Enjoy the parade. Hi. Oh my God. I love your flag. Come here. What's your flag? Okay. So hi, what's your name? Charlie. Okay. Hi, Miss Charlie. So do you like the parade? Yes. What do you like the best? I love horse in the parade. And what do you like the best? The strawberries. You love the strawberry. I can tell you love strawberry. All right. And how about the marching band? Do you love the marching band? A lot of people with instrument and go on the street. You like that? I don't know. You don't know yet? Okay. You will know. You will see. Okay. What you like the best in the parade? All right. All right. Enjoy. Thank you. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý vị, tổ chức Boy Scout cũng đã có mặt ngày hôm nay để tham dự diễn hành cùng với Strawberry Festival Parade. Up next, we have the Boy Scouts of America, which is one of our nation's largest and most prominent values based on youth development organizations. The BSA provides... Thưa quý vị, tiếp đến nữa, quý vị thấy là có Grammar Show ngày hôm nay là những người cảnh sát của thành phố Garden Grove, Community Hero, cộng đồng của chúng ta, những người anh hùng của cộng đồng chính là những người cảnh sát đã bảo vệ an toàn cho mọi người. Emer El Farah là Community Hero của chúng ta năm nay. Rồi quý vị thấy là sự cảnh sát, cứu hỏa, tất cả mọi thứ. Thưa quý vị, tiếp đến nữa là cái người cảnh sát là Brian Dalton cũng đã có. Thưa quý vị, và tiếp đến xin mời quý vị cùng chào đón San Diego High School Machine Band. Hi San Diego High School, there we go. Hi guys, I am so proud to be here and representing my Garden Grove seniors right here. I invite everybody to come, enjoy, have a great time, instead of staying home. Alright, thank you. Okay. Rất là vui, rất là enjoy và cảm ơn mọi người đã đến đây và bọc represent cho những cư dân của thành phố Garden Grove để cùng đến với Strawberry Festival, San Diego Canyon, San Diego High School. Hello, Mr. Lucre, how do you feel today? I feel wonderful, how are you? I'm very good, very excited when you come over here today with us. Đây là một tổ chức đến từ thành phố Northwood của tiểu bang California và ca có lá cờ riêng của tổ chức mình luôn. Wow. You know
big group coming down. Và kính thưa quý vị, tiếp đến nữa là phần diễn hành của các em thiếu sinh quân ORTC. Đây là nhóm của các em trẻ, những người mà thích cống hiến cho nước Mỹ, thích vào quân đội và đã được luyện tập từ nhỏ và để mà tìm hiểu về quân đội cũng như cách thức của quân đội, thì có những trường thiếu sinh quân ORTC, các những program thật là đặc biệt, và họ cũng đã có mặt cùng diễn hành với lại chúng ta ngày hôm nay. Ngoài các em đó, các quý vị thấy là các em có lá cờ của tiểu bang, lá cờ của nước Mỹ để mà có thể diễn hành trong ngày hôm nay. Và các em đây là ở trong chương trình gọi là Weight Leadership Program, sẽ được luyện tập để trở thành những người lãnh đạo, những người leader, kính thưa quý vị. Và sau khi thành phố Garden Grove đã diễn hành của cảnh sát, rồi sở cứu hỏa, đội đặc nhiệm SWAT, vân vân, kỳ tiếp đến nữa là Albeco, thưa quý vị, Albeco Stranger là nhóm mà sinh hoạt của những người cao niên, và đây là một cái tổ chức rất là vui. Diễn hành năm nào họ cũng có mặt với những chiếc xe thật là thấp, những chiếc xe cổ, rồi họ chạy lái xung quanh, chạy vòng, tạo ra những cái âm thanh thật là vui nhộn. Và đây là tổ chức mà luôn luôn mà làm cho náo nhiệt, và Albuquerque Strand ở thành phố Anaheim, và có nhiều chi nhánh ở tại Garden Grove cũng có nữa. Ngay gần đài chúng tôi cũng có một cái chi nhánh của tổ chức gọi là Albuquerque Strand, thưa quý vị. Thấy là họ chạy xe lạng ở trên đường, tạo ra một cái không khí thật là vui, và biểu diễn những cái xe cổ này. Và đây là một cái phải là biết chơi xe, phải biết cách bảo dưỡng, phải biết cách lái những cái xe này, khó lắm đó, mình thấy vậy thôi chứ không có đơn giản. Quý vị thấy là xe rất là lạ luôn, trời, so cute. Và những cái xe này đi diễn hành nó vui lắm, quý vị, có những cái xe rất là lạ luôn ha, nhỏ xíu à. Yeah, và họ ngồi lái rồi còn có thể lạng ở trên đường nữa, dễ thương vô cùng. Và thưa quý vị, đây là cái director staff cũng có mặt ngày hôm nay. Đây là chi nhánh số 22, Shriner Hospital for Children, chi nhánh số 22 của tổ chức Albuco. Và tiếp đến, xin mời quý vị cùng chào đón ban nhạc của Rancho Alamitos High School. Dạ, đây là trường mà em cũng mới lên tốt nghiệp nè. Dạ, đây Rancho Alamitos High School, rất là dễ thương, ngay trong thành phố Garden Grove. Các em đã từng đến trường, đến đài VNTV biểu diễn trong chương trình đại nhạc hội Giáng sinh của chúng tôi. Rất là dễ thương luôn. Và đây là cũng như là bao nhiêu năm rồi các em lớn lên trong cộng đồng và phục vụ cộng đồng của chúng ta rất là nhiều. Đây là một trường mà có nhiều học sinh Việt Nam tham dự, thưa quý vị. Rancho Alamitos High School, there we go. Good morning, Piper. Good morning, Debbie. Debbie is driving Piper this morning. All right, right here on the Rancho Alamitos High School. Có một cái banner thật là dễ thương, thưa quý vị. Garden Grove, we love you. We love you. All right, so Clay, are you a resident of the city of Garden Grove? I am not, but I was born and raised in the city of Garden Grove. I worked from the school district, and I retired, and I've been
bringing my kids. We're like third generation coming to the Strawberry Festival. My two daughters are right here, and now we're bringing our grandchildren. So third generation. Wonderful, thưa quý vị. Ông nói là ông không phải là cư dân của thành phố Garden Grove hiện tại, nhưng mà ông là đã sinh ra và lớn lên tại thành phố Garden Grove. Ông làm việc cho học khu của Garden Grove và sau đó thì bây giờ là ba thế hệ của gia đình ông rồi. Ngày hôm nay đến đây để mà tham dự diễn hành và ba thế hệ luôn. Đó rồi xong rồi có con gái của ông rồi cháu của ông đến đây nữa. Cho nên là cả gia đình, so cả gia đình love Garden Grove so much. Alright, so can I miss? Oh, wow, so wonderful! Hey! Okay, this is the third. This is the third generation that will be here, you know, attending the Strawberry Festival. So we've been a part of this for about 55 years. Oh, 55 years, of course. You know, and my son right over there, he was here. He was in the 1983 as a little baby, the redhead baby. No, he's not a baby anymore, of course. No, he's not a baby no more. He's a big man now. Dạ thưa quý vị, con trai của ông sinh năm 1983 cho đến bây giờ từ hồi còn nhỏ xíu đã đi coi parade đến bây giờ thì già lớn lắm rồi và bây giờ đến cháu của ông rồi. Oh wow, so you have a love nephew. Okay, so hi. Okay, so you know what? So proud you are third generation of your family come here with the Strawberry Festival parade. How you like it? How you like for February reunion and you will consider parade? How you like it? It's really good, but we're waiting for the like parade to come nearby, but it's gonna be really good. It's really good, right? We're excited, right? The kids are excited. They enjoy it. The parents enjoy it. It's a wonderful thing. It's a community thing, and we just enjoy it every year. You know, so it brings me great joy to see my grandchildren here. Thank you, thưa quý vị, một gia đình 55 năm gắn bó với những event của thành phố, gắn bó với tất cả những event của cộng đồng thế này. Tuyệt vời. And you love Garden Grove and Garden Grove love your family too. Okay, all right. Have a good day. Thank you. Have a good day. Enjoy the parade. Hi. Oh my God. I love your flag. Come here. What's your flag? Okay. So hi, what's your name? Charlie. Okay. Hi, Miss Charlie. So do you like the parade? Yes. What do you like the best? I love horse in the parade. And what do you like the best? The strawberries. You love the strawberry. I can tell you love strawberry. All right. And how about the marching band? Do you love the marching band? A lot of people with instrument and go on the street. You like that? I don't know. You don't know yet? Okay, you will know. You will see, okay? What you like the best in the parade. All right. All right, enjoy. Thank you. Joy, hello, Anthony. I'm the Chris. Ok, Chris ơi, là cho đoàn Kitô Vua của chúng ta là bây giờ mình có cái booth ở ngay chỗ Strawberry để chúng ta gây quỹ cho đoàn thiếu nhi thánh thể của mình hả? Dạ, mình quỹ cho mấy em để mình có tiền đi camping hoặc là mua đồ hay là mua đồ ăn cho các em hả? Như vậy đó thì các em có phải mua gian hàng này không? Hay là các em làm như thế nào thì để có được một gian hàng ngay tại Strawberry Festival? Strawberry Festival thì tùy theo cái organization thì nếu mình là non-profit thì có thể là người ta cho cái booth để mình gây quỹ mỗi năm vậy. Như vậy là tụi em dĩ nhiên là non-profit association rồi là tụi em sẽ được cái booth này để mà gây quỹ. Các em khoảng 5 năm rồi. Năm nào cũng có mặt luôn hả? Năm nào, năm ngoái không có tại vì không có festival nhưng mà 5 năm qua thì chúng con có ở đây. Như vậy hàng năm tụi em làm khoảng được bao nhiêu tiền? Cũng depend on cái year, có mấy năm nó ít hơn, có mấy năm nó nhiều hơn thì cũng vài ngàn. Dạ thưa quý vị, đây là Rancho Aquatics thưa quý vị và nhóm Rancho Aquatics có mặt ngày hôm nay tại Strawberry Festival. Hi, so you from Rancho Alamitos High School? Yes, I am Karen Golia. I'm one of the coaches for the aquatics program. Okay, so can you please tell me about the aquatics program? So what did you do in the program? So we're water polo and swim, and this is one of our fundraisers here at the Strawberry Festival. All the money goes toward the kids who are working it, so it's really fun. You guys should come out.
Thưa quý vị, đây là một cái nhóm của trường Rancho Alamitos High School, nằm trong nhóm của các em học sinh mà học cái bộ môn bơi lội, và các em gây quỹ ở trong cái Strawberry Festival năm nay. And so every year your team come over this event to fundraising? Yes, yes. We're really excited because this is the first year we've been back in 2 years because of COVID. So it's been a great turnout so far. Yesterday was super busy and we're waiting for today to pick up. Đây là coi như là họ đã quay trở lại sau 2 năm rồi không có thể đến vì đại dịch COVID-19. Sau khi đại dịch, đây là năm đầu tiên họ quay trở lại. Và rất là vui ngày hôm qua, mọi người đến đông lắm và gây quỹ được rất là tốt. So every single year, how much money you can fundraising every year? Like few thousand? I would say a few thousand, yeah. Every year is a little different, but it's our biggest fundraiser, so we're really glad it's back. Yeah. All right, so a lot of people like donation and enjoy the game. Yes, it is. I would say it's fairly easy to win, so hopefully. Yeah, tôi kỳ là mỗi năm họ cũng gây quỹ được vài ngàn, rất là thành công, rất là tốt, và cái game cũng dễ chơi lắm, cho nên là mọi người cũng đến enjoy, cũng đến chơi rất là đông. All right, thank you so much. No problem, thank you. Enjoy the game. Chúng ta có dân biểu tiểu bang Janet Nguyễn cũng đã có mặt ngày hôm nay và chị đang running cho chức vụ senator. Hello, Janet. So how you feel today when we open back? Oh, this is exciting. I mean, after 2 years, look at all the crowd. There's thousands of people here. You can't beat this, and we're all having fun. We get to see each other. Right, it's wonderful. It's amazing. It is. Right. Thank you so much. Bà Assembly Woman Janet Nguyễn Anh rất là vui mọi người gặp nhau, thật là không khí tuyệt vời ngày hôm nay khi mà 2 năm đã không thể có được parade như thế này. Yeah, hello. Yeah. Oh, thưa quý vị, và tiếp đến nữa, đây là đoàn xe của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta ở trong phái đoàn cũng đã tham dự, và đây là những chiếc xe mà đã từng tham chiến trong cuộc chiến tại Việt Nam. Quý vị thấy là các bạn rất là đông, vui lắm thưa quý vị, và mọi người đang ở trên xe nè, rồi chờ đó Mỹ Linh thì cố gắng để mà leo lên nhưng mà không có chỗ. Dạ, yeah, bị đứng chặt hết rồi cho nên không có đủ chỗ để cho đứng lên được. Nhưng mà rồi quý vị thấy là mọi người rất là vui ngày hôm nay. Phần có cờ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta, có lá cờ quốc gia của chúng ta đã được tung bay ở trên thành phố Canada. Hello! Dạ, quý vị thấy là mọi người rất là háo hức để mà được chào đón và nhìn thấy những chiếc xe của phái đoàn của Việt Nam của chúng ta, trong những người cựu quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa đã có mặt ngày hôm nay. Quý vị thấy là tiếp đến ngay phía sau chúng ta có những người cũng tham dự, anh Hiếu Nguyễn, chánh luật sư của quận Cam cũng đã tham dự. Hello Hiếu. Và tiếp đến nữa, một ban nhạc tiếp theo cũng đang tham dự cùng với lại diễn hành Strawberry Festival Parade, kính thưa quý vị.
đến, quý vị sẽ thấy là những chiếc xe của tổ chức gọi là Grand Grow Out số 1952. Đây là một tổ chức thiện nguyện luôn giúp đỡ ở trong các sinh hoạt của cộng đồng. Và đây là một cái tổ chức mà đã có mặt ở trong cộng đồng 62 năm rồi thưa quý vị. Nên năm nào họ cũng có tham dự diễn hành, và năm nay có cả người president của tổ chức này cũng tham dự luôn. Và tiếp đến nữa, xin kính mời quý vị chào đón Garden Grove Unified School District. Và đây là lựa chọn học khu Garden Grove, tức là lựa chọn sự thành công. Các em học sinh của thành phố Garden Grove năm nào cũng vậy, đạt rất là nhiều các kết quả cao, là một trong những học khu được đánh giá là những học khu xuất sắc nhất trong toàn quốc, với là những thành tích đáng kể luôn. Và đã các em cheerleader của Garden Grove Unified School District. Hello! Và chúng ta có người member trong học khu của Garden Grove, đó là luật sư Nguyễn Quốc Lân, là cũng rất là gắn bó với cộng đồng của chúng ta và cũng gắn bó với học khu Garden Grove rất là nhiều năm, kính thưa quý vị. Tiếp đến nữa là trong diễn hành, chúng ta không thể nào thiếu những con ngựa, thưa quý vị. Và thường là trong diễn hành nào cũng có những cái tổ chức mà họ nuôi ngựa, biểu diễn ngựa đều tham dự hết. Và đặc biệt là có rất là nhiều nhóm của những người Mexico, những người Mexico họ tham dự. Và bây giờ là một bản nhạc vui nhộn với là những con ngựa đang diễn hành cùng với là diễn hành Strawberry Festival năm nay. Và tiếp đến xin kính mời quý vị chào đón Compton High School Band. Và bây giờ các em cheerleader đã biểu diễn rất là dễ thương, rất là xuất sắc hồi nãy. Đó, quý vị thấy là cheerleader biểu diễn rất là đẹp luôn. Dạ, wow. We'll be right back.
đây một cái ban nhạc khác cùng trình diễn ngày hôm nay, Bueller and John. Thưa quý vị, đột cái biểu diễn rất là náo nhiệt ở trên đường của tổ chức Autism and Friends để mà giúp đỡ cho những các em, những người bệnh nhân bị autism có thể vui vẻ và có thể trở lại cái cuộc sống bình thường, giữ được tâm trạng tốt. Và đây là cái tổ chức mà rất là có ý nghĩa, thưa quý vị. Mời quý vị cùng chờ đón thành phố Maywood. Thưa quý vị, các em học sinh đến từ Maywood cũng có mặt ngày hôm nay với lại Garden Grove để trình diễn trong buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị thấy là những chiếc xe rất là nhỏ, còn nhỏ hơn những chiếc xe của tổ chức EL. Hồi nãy nữa thì EL cũng có tổ chức Nhật, còn có những chiếc xe còn nhỏ hơn nữa và họ tiếp tục lái trên đường để mà chúng ta có thật là nhiều niềm vui trong ngày hôm nay. Và tiếp đến nữa là đây là hình tượng của những người lính trong cái cuộc chiến Civil War mà hồi xưa chúng ta thấy, thì họ trong những trang phục đó để mà chúng ta có thể nhìn lại lịch sử của nước Mỹ đó, những cái gì mà đã trải qua. Và chúng ta thấy đây là trang phục của những người lính ở trong cuộc chiến của Civil War. Music, Andy.
marching band. But they don't know how come Millie. Hello, Jimmy Nguyen. Hello. Cô tổ chức Healthy Care Center Arcadia. What do you like the best? Well, what I like the best is that I get to watch people walk in the parade, especially my brother. Oh, your brother too? Oh, really? Your brother will walk today? Yes. Awesome. Thưa quý vị, em nói là đã từng đi tham dự nhiều parade rồi, thích lắm. Và thích nhất là mọi người được nhìn thấy mọi người đi ở trên đường để mà parade. Đặc biệt nhưng mà hôm nay có anh trai của em sẽ được đi ở trên đường để mà parade nữa, cho nên là thích lắm. Alright, thank you so much and enjoy the parade, okay? Hay là có gia đình ở đây cũng đang đứng đây để mà chuẩn bị tham dự diễn hành nữa. So hi, what's your name? Maricela. Okay, so how you feel today when we have the Strawberry Festival Parade reopened again? It's our first time. My son's gonna be in the parade, so it's our first time. We've never been here before. Okay, so your son in the marching band or what? No, he's in the military for school. Yeah. Awesome. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên cô tham dự diễn hành và con trai của cô thì sẽ đi diễn hành ngày hôm nay ở trong trường thiếu sinh quân sẽ được diễn hành. Thưa quý vị, thank you so much and enjoy the parade. Thank you. Và có rất là nhiều người thích thú trong ngày hôm nay lắm. Yeah, okay. Quý vị thấy, hey. Dạ, quý vị thấy không, rất là đông luôn. Trời, mọi người ngồi ở ngay trên đường, rồi ở ngay trên các thành ở xung quanh ngôi nhà thờ để mà chờ đón diễn hành. Dạ, năm nay diễn hành Strawberry đã mở cửa trở lại, cho nên là rất là thích thú. Và có những người mà họ bán những cái món quà lặt vặt trên đường, rồi dẫn chó đi dạo. Còn chạy đua với những con chó nữa. Dạ, rồi vui quá. Hey, there we go. Dạ, yeah, kiểu có cháu biểu diễn ở trên đường là make fun. Thưa quý vị, thấy mọi người rất là thích thú, đặc biệt là những em nhỏ có cơ hội để mà được coi diễn hành. Thưa quý vị, và tiếp theo xin mời quý vị cùng chào đón ban nhạc tiếp theo. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng chào đón Garden Grove High School Marching Band. Hello, Garden Grove High School. Garden Grove High School,
Trinh Bạc cũng đã kết thúc cho chương trình Strawberry Festival Parade năm nay. Và rất là vui khi mà cộng đồng của chúng ta lại được gặp nhau, lại được chào đón. Hello! Chapman University! Ok, dạ, hôm đến từ Chapman University, kính thưa quý vị. Và hôm nay thành phố ở Garden Grove lại có thể tổ chức được Strawberry Festival Parade. Chúng ta lại quay trở lại với lại những lễ hội vui vẻ của cộng đồng, lại được gặp nhau. Ở đây thật sự là một niềm vui rất là lớn. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần tường trình của chúng tôi. Và quý vị đừng quên là ở ngay mỗi ngày diễn hành của Strawberry Festival đó, mỗi lần diễn hành xong thì chúng ta bước vào hội chợ, thì lúc nào cũng phải hội chợ luôn luôn có những trò chơi, luôn luôn có những gian hàng ăn rất là hấp dẫn để chờ đón quý vị. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã theo dõi phần tường trình của chúng tôi tại Strawberry Festival Parade năm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Đây là Mỹ Linh và Hoàng Lê của VNTV. Washington 57.3.